Hiếu Nghĩa và Phương Nguyên xin kính chào quý khán giả. Chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả và những giây phút thưởng thức chương trình thật thư giãn, thật thoải mái. Chúng ta đang đến với chương trình Mua gì ở đâu với sự đồng hành của Sài Gòn Co-op. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay sẽ gửi đến quý vị thông tin về một ngôi làng mà ở đó hầu hết các hộ nông dân đều trồng lúa hữu cơ, vừa tạo ra nguồn gạo sạch, vừa mang đến thu nhập cao cho người trồng lúa. Ngay sau đây là các thông tin chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, mở đầu cho phần siêu thị tin ngày hôm nay, Hiếu Nghĩa sẽ gửi đến quý khán giả thông tin của chiếc điện thoại hot nhất hiện nay. Được dự đoán sẽ về nước vào cuối tháng 4, nhưng trong những ngày gần đây, các đại lý đã bắt đầu giao hàng cho khách đặt trước phiên bản iPhone 7 và 7 Plus màu đỏ đầy cá tính. iPhone màu đỏ là mẫu iPhone ra mắt lần đầu với tông màu đỏ mới lạ, biến sắc theo ánh sáng môi trường. Đặc biệt, chiếc điện thoại này có khả năng chụp ảnh zoom 10x với camera kép và chụp chân dung xóa phông. iPhone 7 màu đỏ chính hãng về Việt Nam được bán với giá 21,69 triệu đồng bản 128GB, 24,59 triệu đồng bản 256GB. Còn iPhone 7 Plus có giá bán lần lượt là 25,19 triệu và 27,99 triệu cho dung lượng tương tự. Ghi nhận tại hệ thống FPT Shop, lượng khách đến nhận iPhone đỏ khá đông, ra vào tấp nập. FPT cho biết đã nhận 1.200 lượt đặt trước, trong đó 700 khách có đặt cọc tiền. Lần này ra cái 7 Plus thì hai camera lòi, dùm thấy đẹp, với lại có cái màu đỏ này dùm thấy đẹp. Nếu muốn mua sản phẩm này, quý vị có thể truy cập vào website fptshop.com.vn để được tư vấn và đặt mua ngay. Thưa quý vị, hội chợ triển lãm những thành quả của người nông dân Việt Nam xuất sắc lần đầu được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của hơn 300 gian hàng. Đến đây, mọi người không chỉ tham quan mà còn có cơ hội mua về nhà nhiều sản phẩm đậm dấu ấn nông dân với giá ưu đãi. Hội chợ triển lãm gồm 300 gian hàng, trong đó có khoảng 150 gian hàng nông nghiệp, nông dân xuất sắc, hội nông dân các tỉnh, các làng nghề truyền thống. Tại đây, khách tham quan có thể mua được rất nhiều sản phẩm các loại, chẳng hạn như thực phẩm tươi sống, cây giống, rau củ, quả, gạo sạch an toàn, đến đồ mỹ nghệ với giá cả phải chăng nhờ chương trình đồng giảm giá từ 10 đến 30% của các gian hàng. Bên cạnh đó, quý khách còn có cơ hội dùng thử nhiều sản phẩm mới, đặc sản mang đậm dấu ấn người nông dân của từng vùng miền. Hội chợ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 4 tại công viên Lê Văn Tám, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý khán giả, những ngày vừa qua, do mưa trái mùa kéo dài đã khiến cho hàng loạt mặt hàng nông sản tăng giá. Nguồn cung bị ảnh hưởng, tại các chợ nội thành, giá nhiều loại rau củ tăng với mức bình quân từ 3.000 đến 7.000 đồng 1kg. Trong khi đó, tại siêu thị Co-op, giá của những mặt hàng này vẫn giữ ở mức ổn định. Khảo sát tại các chợ Gò Vấp, Hóc Môn, giá rau quả nhích theo từng ngày. Cụ thể, dưa leo hiện tại giá lên đến 30.000 đồng 1 ký và dưa chuột 40.000 đồng 1 ký, trong khi trước đó một tuần chỉ ở khoảng 18.000 đến 25.000 đồng 1 ký. Tương tự, cần tây, bắp cải cũng tăng nhanh từ 5.000 đến 7.000 đồng 1 ký chỉ trong vài ngày. Dưa leo mới lên ngày qua đây 2 ngày, giá 25.000 1 ký lô vốn tại chợ, hàng Đà Lạt lên, bông kẻ xanh lên. Bông kẻ xanh cũng lên 7-8.000 1 ký, thì cái nào cũng lên á. Trong khi giá rau củ tại các chợ truyền thống biến đổi từng ngày, thì đại diện Co-op cho biết siêu thị vẫn đảm bảo bình ổn giá. Theo đó, giá các mặt hàng nông sản không thay đổi nhiều. Cụ thể, dưa leo vẫn giữ mức 19.900 đồng 1 ký và bầu xanh 13.500 đồng 1 ký. Sài Gòn Co-op đã ký cam kết cung ứng với các đơn vị trong thời gian dài, nhờ đó đảm bảo ổn định tiêu thụ chất lượng giá cả cho người tiêu dùng. Được biết, giá các mặt hàng nông sản tăng mạnh thời điểm này là do thời tiết nắng mưa thất thường, sâu bệnh gây hại ảnh hưởng đến năng suất trồng rau quả. Thưa quý vị, hưởng ứng chủ trương người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, mới đây BBK đã chính thức tung ra sản phẩm bánh mini pie Orienco. Đặc biệt, sản phẩm này được đưa đến tay khách hàng với chất lượng vượt trội, nhưng giá thành lại rẻ hơn so với các loại bánh ngoại nhập trên thị trường. Bánh pie Orienco là sản phẩm do BBK sản xuất với chất lượng hình thức không thua kém gì các bánh ngoại nhập khác. Hình dạng bánh pie Orienco tạo sự khác biệt với khuôn bánh nhỏ vừa ăn, không gây ngấy cho người thưởng thức. Bên cạnh đó, mỗi chiếc bánh còn có hàm lượng calo phù hợp với cả đối tượng khách hàng đang giảm cân. Bánh có mức giá cạnh tranh hơn hẳn so với sản phẩm ngoại nhập, giá 20.000 đồng cho loại 216 g và 40.000 đồng cho loại 432 g. Hiện sản phẩm được phân phối tại các hệ thống siêu thị và cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc. Thời gian vừa qua, một trong những mẫu xe được chú ý nhất của Toyota là chiếc Corolla Altis 2017. Và sắp tới đây, phiên bản nâng cấp facelift của dòng xe này dự kiến sẽ được ra mắt tại Việt Nam,
hứa hẹn sẽ tạo ra một làn sóng mới đầy sức sống cho sân chơi sedan phân khúc tầm trung. Ngoại hình xe thay đổi về hình khối đèn pha thanh mảnh hơn, cũng như dải LED chiếu sáng ban ngày phía trước và dải LED đuôi. Nội thất Altis có sẵn điều hòa tự động một vùng, khởi động không cần chìa, vô lăng tích hợp nút điều khiển âm thanh. Toyota cũng cung cấp tùy chọn đầu giải trí DVD với màn hình 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth, Wi-Fi, HDMI, định vị GPS và tích hợp camera lùi. Toyota Corolla Altis 2017 dự kiến sẽ nhập về Việt Nam trong năm nay. Tuy chưa công bố giá bán chính thức, nhưng khi nhập về Việt Nam, giá xe sẽ không cao hơn nhiều so với mẫu Altis thế hệ thứ 11 hiện nay. Để kết thúc phần siêu thị tin ngày hôm nay, Phương Nguyên xin gửi đến quý khán giả thông tin mới nhất từ hãng máy ảnh Canon. Đó là chiếc ống kính tích hợp đèn LED trợ sáng sẽ được hãng này tung ra thị trường vào tháng 6 tới. Ống kính 35mm macro tích hợp khả năng lấy nét theo bước với ưu điểm lấy nét nhanh và không tạo ra tiếng động như các phương pháp lấy nét cũ. Một ưu điểm vượt trội khác đó là ống kính này hỗ trợ chống rung để có các bức ảnh nét hơn trong nhiều điều kiện chụp khác nhau. Điểm đặc biệt của ống kính đó là một đèn LED dạng vòng được tích hợp ngay trên phần mặt trước, cung cấp ánh sáng mà không cần sử dụng flash. Là một ống kính thuộc dòng EFS nên 35mm macro sẽ chỉ lắp được trên các thân máy với cảm biến crop của Canon. Sản phẩm sẽ được bán ra với giá khoảng 8 triệu đồng. Quý khán giả quan tâm hãy truy cập vào trang web www.canon.com.vn để đặt mua sản phẩm này nhanh nhất. Quý vị thân mến, nông sản sạch ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng tại nước ta. Và nắm được xu hướng đó, một số vùng nông nghiệp ở thôn Thượng Phúc, Hà Nội đã chuyển sang trồng lúa hữu cơ. Quá trình này tuy không dễ dàng, nhưng bước đầu đã thành công ở một số nhóm hộ. Sản phẩm lúa gạo sạch đưa ra thị trường được nhiều người tiêu dùng đón nhận. Từ 3 năm nay, 100% diện tích lúa của thôn Thượng Phúc, xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ đã không còn dùng phân thuốc hóa học. Thay vào đó là sử dụng phân chuồng ủ hoại, phân vi sinh. Quá trình chăm sóc lúa hoàn toàn thủ công như cách truyền thống, không dùng thuốc trừ cỏ, trừ sâu mà cắt bằng liềm, nhổ bằng tay. Ban đầu, nhiều hộ nông dân còn e ngại cách làm thủ công, nhưng vận động mãi, dân gia cũng có vài gia đình cán bộ nhận làm thử 2 hectare. Thế từ ngày có chương trình lúa hữu cơ đến giờ là chúng tôi tất cả nghĩ cái thuốc cỏ này nó rất độc hại đến sức khỏe, thì là chúng tôi không dùng thuốc nữa. Với sự hỗ trợ về kỹ thuật của Tổ chức Hợp tác Quốc tế JICA Nhật Bản, cùng quyết tâm sản xuất ra lúa gạo sạch, cung ứng cho thị trường, sau 3 năm canh tác theo cách truyền thống, bà con xã Thượng Phúc đạt được thành tích bất ngờ. Lúa hữu cơ năng suất chỉ khoảng 43 tạ một hecta, nhưng giá bán cao hơn gấp 2 lần so với lúa sản xuất thông thường. Chúng tôi đã cùng với tổ chức JICA đã đi khảo sát từng nhà, đi kiểm tra từng nhà và bàn cách để làm từng nhà và quy hoạch từng khu vực một. Hiện nay, vùng lúa của 108 hộ dân thôn Thượng Phúc đã được chứng nhận tuân thủ các nguyên tắc hữu cơ của Hà Nội. Theo đó, lúa gạo hữu cơ tại đây đều được gắn tem ghi rõ địa chỉ và hình ảnh người sản xuất. Được biết, sản phẩm này mang lại thu nhập khoảng 155 triệu đồng một hecta cho người trồng. Để mua gạo sạch hữu cơ, quý vị có thể đến trực tiếp thôn Thượng Phúc hoặc mua hàng qua email nguyetthuongphuc@gmail.com với giá vào khoảng 38.000 đồng 1kg các loại gạo trắng, gạo dẻo, gạo lứt. Đối với các tỉnh xa, gạo sẽ được giao hàng nếu mua từ 50kg trở lên. Và sau khi xem quy trình trồng lúa hữu cơ cũng như đã có thực phẩm sạch, thì ngay bây giờ, Hiếu Nghĩa xin mời Phương Nguyên cùng quý khán giả bắt tay vào chuẩn bị bữa ăn sáng với các mách nhỏ từ chương trình Mua gì ở đâu. Sơ chế sẵn thực phẩm, tận dụng lò vi sóng để chế biến thức ăn. Chúng ta có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi vào cuối tuần để sơ chế cắt sẵn các loại rau củ quả, ướp gia vị các loại thịt như thịt bò, thịt gà và chia theo từng khẩu phần ăn rồi nhanh chóng trữ đông. Và mỗi bữa sáng trong tuần chúng ta có thể lấy rau củ đã trữ đông ra để chế biến thức ăn sáng thật đa dạng với các loại thực phẩm khác như bún, mì, nui. Và hãy tận dụng lò vi sóng để nấu và làm chín thức ăn nhanh hơn. Chọn những loại thực phẩm có thể chế biến nhanh chóng. Buổi sáng các chị em phụ nữ chọn lựa những thực phẩm có thể chế biến nhanh, nhiều dinh dưỡng như trứng, sữa, bánh mì. Với bánh mì, bánh sandwich đã mua sẵn, chỉ cần nướng 2 đến 3 phút là có thể dùng được ngay. Ngoài ra nếu muốn đổi khẩu vị, các bà nội trợ có thể sử dụng các loại sandwich lúa mạch, sandwich trái cây, sandwich sữa mềm. Còn với trứng thường được sử dụng cho bữa sáng vì có thể chế biến nhanh chóng và tiện lợi. Chúng ta nên kết hợp trứng với các loại thịt xông khói hay xúc xích, phô mai để thay đổi khẩu vị và tăng cường chất dinh dưỡng. Ngoài ra nên thay đổi cách chế biến món trứng để không gây nhàm chán. Trứng luộc, trứng hấp hay trứng cuộn rau quả sẽ khiến cho thực đơn bữa sáng phong phú và hấp dẫn hơn.
Các loại mì ăn liền, bún, miếng đóng gói sẵn cũng phù hợp với bữa ăn sáng. Nhưng chúng ta nên cho thêm rau củ, thịt, chế biến để đảm bảo dinh dưỡng cho bữa sáng. Kết hợp sữa chua và nước trái cây cho bữa sáng giàu vitamin. Với nhiều gia đình bận rộn và có quá ít thời gian, chúng ta có thể sử dụng sữa chua hay nước trái cây tươi cho bữa sáng. Những loại thực phẩm này sẽ cung cấp nguồn dinh dưỡng và năng lượng dồi dào, tốt cho làn da, tăng thêm những vitamin và khoáng chất. Trứng luộc trộn salad rau mầm, thực đơn thanh đạm cho những ai yêu thích sự nhẹ nhàng. Bữa ăn từ lòng trắng trứng gà luộc trộn bơ ăn kèm bánh mì, thêm một ít rau mầm tươi ngon sẽ giúp chúng ta bổ sung thêm chất xơ, lại khá dễ dàng trong chế biến. Món ăn này nhẹ nhàng nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đủ nguồn đạm, chất béo, chất xơ cho cơ thể. Sandwich bò áp chảo, thực đơn giàu calo, nhiều năng lượng. Dùng sandwich kẹp ăn cùng thịt bò áp chảo, thêm chút cà chua và salad sẽ mang đến một bữa sáng giàu calo. Chất đạm của thịt bò kết hợp với những vitamin bổ dưỡng của rau củ sẽ thích hợp với những ai thích bổ sung năng lượng dồi dào cho một ngày mới năng động. Trứng ốp la với phô mai tươi, thực đơn cho bé vui khỏe đến trường. Cuối cùng, với những bà mẹ bận rộn để chuẩn bị cho bé yêu của mình một bữa sáng thơm ngon tới trường, chỉ cần thực đơn là hai quả trứng làm ốp la thơm ngon ăn kèm với phô mai tươi. Trẻ có thể ăn kèm với bánh mì nướng hay salad trộn. Bữa sáng giàu protein, chất béo và vitamin sẽ giúp bé có được tinh thần sảng khoái nhất cho một ngày học tập. Những chia sẻ về cách thực hiện bữa sáng nhanh, gọn, lẹ trong vòng 15 phút với đầy đủ chất dinh dưỡng vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Mua gì ở đâu ngày hôm nay. Xin cảm ơn Sài Gòn Co-op đã đồng hành cùng chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai cũng vào lúc 6 giờ trên kênh HTV7.